cỡ 4-5 kg cá linh á, hai đại lưới nha cả nhà. Em vào cả nhà đang xem kênh Bà Thanh Châu Phú hả? Sao cả nhà? Dạ, hôm nay thì em với ba em qua tới huyện Phú Tân nha cả nhà, xã Phú Thành. Thì qua đây có ông cậu Tám, ông dẫn hai cha con đi dăng lưới cá linh sáng sớm nha cả nhà. Giờ này ở trên đồng cũng 5 giờ mấy rồi. Đó, cả nhà thấy nước không? Mình dăng đón con nước về mùa lũ nha. Ông gà dính dữ không cậu Tám? Dữ lắm. Dạ. Xe dữ luôn hả? Ừ. Đó. Mà ổng hôm qua bên trước này, cậu Tám này cậu có trước nha cả nhà. Nói bên đây cá linh nhiều quá thì mình sắp xếp thời gian qua đây bữa cả nhà ơi. Bữa nay mình giăng hai tay lưới, trước hết thì mình cuốn hai tay lưới của ông cậu Tám trước. Đây cậu Tám có cái xuồng bơi ra đồng. Này là đồng lên nước rồi cả nhà ơi, mênh mông luôn à. Đồng xả đây 2 năm xả lần hết đó. Cái này à. ba 4 năm quá. Dạ. Dạ, 5 vụ dạ. Rồi như nó 5 vụ là sáng lần. À 5 vụ. Quá trời. Nó mình qua đây mình giăng lưới cả nhà ơi, kiếm mấy cái linh về ăn cả nhà ơi. Cái linh non đầu con nước thì nó ngon lắm. Cá là dữ dằn lắm. Dạ. Nãy giờ bơi cũng xa đó cả nhà. Nó cả nhà. Nhà thấy cái linh dính không? Bây giờ là cậu Tám không gỡ luôn, đây nhà gỡ coi cả nhà. Nó kiểu như xe giềng luôn. Trời, chính cái cậu Tám ơi. Quá trời cá linh ngon luôn. Cái linh này mà nấu kho lạc ha. Cái này mới có giăng hồi nãy nè. Dạ. Cái để lâu nó dính nhiều lắm. Giăng lúc mấy giờ cậu? Giăng lúc 2 giờ. Dạ. Giăng lúc 2 giờ, giờ này là 3 giờ, cái gì giờ này là 5 giờ mấy, nhà mới 3 tiếng đồng hồ mà nó dính nè. Này để qua đem dắt xe giềng luôn. Quá dữ. Yeah, ồ cái này qua đây hai tay đủ ăn rồi cậu Tám ơi. Dư sức luôn. Dạ. Nhiều lắm. Tay bữa hổm văng dính tay chừng 5-6 kg. Dạ. Quá trời cả nhà. Một tay nha cả nhà, 5-6 kg á. Hết hồn thiệt. Chắc qua đây dài quá cậu Tám. Nhiều lắm. Thì cá giờ dân trên này dạ. Chỉ mưa rồi ít á, còn mấy nó còn dính có. Mưa xuống hả? Mưa xuống rồi. Trời ơi. Cổ tay mình bao nhiêu mét á cậu? Tay này có mấy chục mét á. Dạ. Cái nhà thấy cái dính không cả nhà? Chẳng phiếu cái lưới luôn. Hồi bữa dính gỡ rồi thôi đem về gỡ tới trưa 11-12 giờ thôi. Dính dữ dằn lắm. Dạ. Này đầu con nước về bà con cô bác ở dưới quê thì có đủ công việc để làm nha cả nhà. Cái này đồng xả đê nha. Xả đê. Dạ, 3-4 vụ, 5-6 vụ người ta xả một lần. 5 vụ. 5 vụ. Ừ. Dạ. Em thì bên Châu Phú Bỉnh nha cả nhà. Cách nhà cậu Tám một con sông. Bên đây là huyện Phú Tân. Ghê dữ lắm cả nhà ô. Quá. Dính dở này nè cả nhà ô. Mới đỡ tay đây cả nhà. Quá trời dính nè. Nhiều lắm, cá linh không à. Dạ. Cá linh con banh banh. Cái linh này vậy mà móc ruột ra nó ngon rồi. Móc ruột cắt đầu. Dạ. Ăn có hơi nổi đâu giờ ủ. Dạ. Quá là nhiều cái nhà bên đây văng gài có văng 5-6 kg một tay. Rồi một tay 5-6 kg. Dạ. Giờ ăn có ghế cũng ngán cả nhà. Bây giờ xong cậu Tám ủ mắm. Ủ mắm. Quá gì mà cả nhà ơi.
Này tay này chắc từ 3 kg 4 kg vậy. Dạ. 3 kg à. Còn tay còn nhiều lắm. Dạ. Cái linh mùa này nhiêu ký cậu? Ở đây lúc trước thì bán thì hai mấy ngàn nha. Hai mấy ngàn hả? Dạ. Bây giờ nhiều quá, người ta nhà nào cũng làm hết rồi, người ta không mua luôn. Dạ. Quá để ô mắm luôn ha, ô mắm mình ăn, ăn mắm cái linh nó ngon. Cái người làm mắm. Dạ. Dưới quê là ai cũng có lưới, ai cũng văn được chân cái nhà. Dạ, mấy người bán buôn bán không được, thì mình để mình ủ mắm luôn. Ủ mắm. Mình ăn từ từ, nước mắm cái linh nó ngon lắm nha. Quá thế. Không, ta lưới hơn 3 kg rồi cậu ơi. Lưới nhiều lắm. Dạ. Yeah. Ghe nó dính kìa. Hôm bữa rồi còn cái gì không à, cả nhà ô, cả nhà bữa nay ít đó. Hôm bữa thấy cái yeah. Xe là luôn. Ghê hả? Ồ, nó xe, lưới này mà xe là luôn á. Dạ, giữ thằng ở đời. Trời ơi. Lên đâu mà nhiều, thấy ớt nóng lạnh à. Tại vì trời ổng chuyển mưa u nè, chứ yeah. Quán lên dính dữ dằn lắm. Vô cái mùa này, cả nhà mùa con nước lên nè, cái linh mùa này hơi bự á. Chứ đầu con nước là nó nhỏ nhỏ, như linh non. Do mà ngày dính mạnh hơn đó. Cũng được. Cái này bữa rồi mình kiếm lưới hai con gửi thì kiếm ăn được. Nhà quá trời đã thấy ghê đã cả nhà. Em thấy cá nhiều em ham lắm nha. Cá này đậu mùa nó mềm sụm rồi. Dạ. To lên to hầm mở không? Cậu mở rồi. Nó có quyền khách một tay mà cái này quá trời có thứ rồi cả nhà. Nhiều lắm. Mấy ông già, mấy ông cậu bên đây thì bên nghề lưới nha. Lưới. Dạ. Lưới dân. Tùm lum hết. Đủ loại nghề cho người nông dân dưới quê mình thì có tiền thì làm. Nó quá dữ. Có nó dễ dấn. À, nó dễ dấn. Cái mã. Ở đây dạ vô. Cái đồng này mênh mông nước luôn cả nhà. Tại bây giờ mới 5 giờ mấy rồi, 6 giờ. Từ sáng nay em cho cả nhà xem. Này như biển nước luôn. Nước mà. Dạ. Này là nó xả nguyên con đập luôn á, cậu đó nó phải bơm nước vô đúng không? Không, mà xả như cái chỗ cái bẩn. Dạ. Nhiều rồi. Cánh đồng thì nó bơm nước điện vô, bơm điện vô. À. Này là xả. Nó quá trời đó. Hết tay cả nhà ơi. Nó cả nhà thấy một tay lưới à. Có tiếng mấy đồng hồ, tiếng hồ mà cá dữ dằn lắm. Tay này chắc 3 kg rồi. Dạ. Bên đây về quê cả nhà ơi, cá khỏi nói rồi. Trời ơi, trời ơi. Lúc cá luôn. Đó mình còn tay nữa nha. Ăn không hết thì mình... Cái nhà ơi, bữa dạ. Nay ít á. Qua bữa hổm này coi kìa. Dạ. Gỡ không nổ luôn cả nhà ô. Gỡ dân thì gỡ không nổ mà. Dạ. Nghe ông chính ông nói về cái hàm dữ lắm. Dạ. Đồng vô nước là đó giờ con chưa được trải nghiệm được cái vấn đề này nè, cũng ham lắm. Cái linh nó dính vô thì mình gỡ quá trời cả nhà ơi. Bữa nay nó ủi đâu mà quá gác à. Dạ. Cái nước là mát mát trời là cái linh nó lội dữ lắm hả cậu? Ừ, lội dữ dằn lắm. Chứ hôm bữa đó nó đi bậy á. Dạ. Thì cái linh này sống bậy không à? Bậy không à. Giả cái xè dữ lưới, xè lưới. Dạ. Cậu 8 dân 2 tay, mình hồi cũng dân 2 tay cả nhà. Kiếm ăn nhưng mà chắc hai tay của mình nữa. Dính cá bự luôn. Cứ ba phần dính bự ha. Bự mà yếu. Nó yếu chứ. À, cái linh mùa này lứa lứa rồi cả nhà. Ngon ha. Dạ. Đúng ta ra. Trời ơi kìa cả nhà. Như vậy là lưới một đống vậy đó, trọng trọng vậy đó. Thì mình chia nhau sống hả cậu ha? À. Danh đồng nè, mỗi người một thước lưới cả nhà ơi, chia nhau sống. Ừ, cho nó dính lụa. Bữa nay ít cho qua, thế này qua bữa trước rồi đi. Dạ. Hàm lắm. Xe giềng luôn.
gỡ đi, gỡ không có nổi rồi. Thôi đi gỡ khóc. Gỡ người ta lưới lên rồi kia kìa. Dạ hả? Cắt ra bữa đó tính đổ nè. Cái nhà thấy dưới quê dễ sống hả nha. Mùa nước hay mùa khô thì cái đầu cũng xíu. Cá mắm ăn phả phả. Nổi lên hả cậu? Dạ. Ồ cũng dính dữ lắm rồi cậu. Đó cái khu đó nó tốt đó đó. Dạ. Dữ lắm cái nhà ô nhiều lắm nhà bắt dữ dằn lắm quá trời ủ mắm hết rồi giờ này, ủ nước mắm bán hết ha, bán hết được rồi ủ vụ mắm rồi cả nhà mặn nước thì có mẹ thiên nhiên phải cho ăn nhiêu rồi hưởng luôn có cá chốt nữa kìa cậu ơi có cá chốt nữa nhà. Sáng tính nghỉ dằn rồi rồi thấy gì thôi đi dằn kiếm cá ủ à, cho đầy khạp luôn. Cái này nấu bình chua hay là kho lạc nó ngon lắm cả nhà. Mềm lắm. Dạ. Nó cũng có xương nhưng mà xương ít hơn mấy con cá mà dinh. Ít hơn. Dạ. Ở đây nó dân cái dinh cũng dính nhiều lắm cả nhà, ô con bành bành không à. Dạ. Dân bỏ bằng đêm mà lưới 7 lưới 8 á. Dạ. Chưa đâu có chốt này tới tháng nữa lưới 3 phân rồi gỡ. Không có gần cái lên luôn hả cậu? Ở đây có chốt mà thôi đi tới nữa nó đá hầm bìa đây này cái gọc đây nè. Dạ. Đâu mà mênh mông nước luôn vậy, thương vậy. Mùa nước dưới quê mà đẹp lắm cả nhà. Chuyển dần á. Dạ. Rồi khi nào nó mới rút ra cậu? Cái này tới tháng 11 á, tháng 10 dạ tháng 10 mới rút ra bây giờ mình mới vô bước qua tháng 9 nè ờ tháng 10 rút ra rồi dính dữ dữ dằn lắm cái chốt lúc đó còn bành bành luôn cái đô chắc là nghỉ dở luôn thôi hết dở luôn dữ dằn lắm dạ ở đây sao mà năm nay có lên nhiều chứ bữa năm trước đâu có đâu kỳ vậy ha ừ nó theo con nước á cậu chắc nó theo con nước á con nước này nước lên chảy nè dạ nó đâu trong đập trà sư hay giống cái linh non không mà người ta đổ vớ ngày mấy tấn nè ờ ớn ăn thiệt chứ dữ dằn lắm mùa nước này người ta chỉ hy vọng bắt được cái linh nè cả nhà cái linh là cái con ngon nhất này mùa nước nó mới về thôi còn bình thường nó cũng ở dưới sông mà cá bự không à ăn không ngon đâu cái phao này nè nha cái đài đó dạ dính lại gai chủ yếu rồi bầm dụng nó qua ăn cũng ngon á dạ cái linh này dân có hai bữa mà hai chục ký hay mấy ký trời ơi ừ cái nhà thấy ghê không cái nhà làm mắm ăn thạp dạ còn lại ăn thạp rồi ủ mắm nữa nè mà mày làm mắm cũng được một chục ký mắm nữa rồi dạ mắm cá linh á hũ nhỏ ăn đầy rồi đó dạ nó để ăn từ từ cái nhà không có gì mà lãng phí kìa mắm mà để mình nấu nó là mắm ăn nữa mình trao dạ. Cho người mớ ăn dùng mình đây xa đê còn đọc cáo với xa đê dạ lại gai này dính hơi yếu là dạ mấy bữa trước dính dữ lắm cả nhà ô cả nhà ngay trước khỏi nói luôn ruộng về không ruộng cầm gì họ rồi cái tay dở không lên á nó nặng dạ
quá dữ. Thế không chú coi trước. Qua đây giăng lưới đi chú ơi. Nãy điện nó lên lúa. Ghê không? Cái gì chắc lúa. Đó, dính người cá này thì thôi. Quá trời. Lưới 3 phần. 3 phần dính mà nó còn cái linh. Từ xối từ đối rồi cả nhà. Ngon ghê. Hai lưới của cậu Tám nữa cả nhà. Cho mình thử nghiệm hai tay lưới mới của mình nha. Hôm qua mình cũng ra chợ lấy hai tay lưới 2,5 về cả nhà. Đó cả nhà. Cái linh. Mình vô đầu ơi. Ủa cả nhà thấy ngon quá nha. Tươi rối luôn. Đâu kỳ rồi không? À. Ba em thì ngồi sao cái này. Trời bắt đầu gần sáng sáng từ từ. Tự nhiên tay lưới mới mình nha cả nhà. Báo cáo luôn. Cho cậu Tám bóc đem đó. Dạ ngày lưới mới đây. Dạ. Hai văn gửi không? Không biết sao cả nhà ơi. Giờ cậu Tám văn, rồi sáng em đi thăm em chia sẻ tiếp cho cả nhà xem nha. Quá dữ. Trời lưới mới luôn đó. Dạ. Cả nhà thấy buổi sáng mình đẹp không cả nhà? Đó, giờ cậu Tám cũng văn lưới xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình vô mình nghỉ ngơi xíu mình ra hồi ra mình thăm. Mình cuốn lưới về. Của cậu Tám này được gần 30 kg rồi cậu. Này nhân 30 kg á. Thôi đã. Có những cách gỡ quá. Gỡ. Vừa cuốn vừa gỡ luôn. Gỡ vô thao. Rồi sau thời gian nghỉ ngơi thì mình đi thăm lưới nha cả nhà ơi. Đó cả nhà thấy buổi sáng mình đẹp không cả nhà. Giờ này cũng 6 giờ mấy 7 giờ rồi. Cả nhà thấy mênh mông nước không? Như cái biển nước vậy đó. Quá trời luôn. Sáng thì trời đang chuyển mưa cả nhà. Hai cha con đi vừa thăm vừa gỡ lưới thôi cả nhà. Qua đây mượn được xuồng của mấy ông cậu à. Ôi ôi cái linh nó dính này cả nhà ơi. Quá dữ rồi trước ơi trước. Nó bắt đầu mình gỡ cả nhà ơi. Thôi im. Thằng này không biết hai cha con gỡ tí biết nào đây cả nhà. Đó, cho miếng nước vô ba, để sống. Còn cái linh đầu tiên nha cả nhà. Quá đã cái linh tươi xanh nè vàng ơi vàng. Ở đây mà có lý rồi ba. Mình giăng tổng cộng 2 tay nha. Mấy ông cậu ở nhà bằng cá à cả nhà ơi. Chỉ có 2 cho con đi thăm thôi. Quá trời. Biết bao nhiêu nước mà nói, mênh mông nước luôn. Em đó giờ thấy cái cảnh đẹp cỡ này cả nhà. Gỡ lại ga cả nhà ơi. Thôi dậy lần hồi về. Cái lên này mặn mau rồi ba. Cắt đầu mới bụng rồi xong rồi, cắt đuôi nữa.
Hôm nay gia đình em có cái linh ăn rồi cả nhà ơi. Linh này kho lạc hả ba? Hay cái nón chua? Kho lạc ăn ngon hơn ha. Dạ. Cái rô nữa kìa. Cái rô thả lại ba. Cái linh hôm nay chưa biết bắt cái linh cả nhà. Những cái rô nhỏ nhỏ mình thả lại cho nó lớn. Bự hết trơn ha. Ừ. Cái gô lưới hai bằng gửi thì nhỏ xíu rồi cả nhà. Nửa tháng 10 qua ba. Anh ba ơi, bé Lùng ơi. Quá cá rồi nè. Hai món mình đi buổi trưa ba. Không. Ừ, buổi trưa qua đây mình văng được nè. Mà cái xù này tải thì đâu được nhiều người đâu. Ba người hết đát rồi. Nãy ông cậu thì ông cuốn gì nhà gỡ cả nhà. Còn em muốn trải nghiệm bên đồng cho cả nhà xem, chia sẻ cho cả nhà xem thì em vừa cuốn vừa gỡ luôn nha cả nhà. Cho mình thấy nó hấp dẫn. Cái linh mùa này thì ngon lắm cả nhà ơi. Quá đã. Quá dữ cả nhà. Hai tay lưới này ba em gỡ chắc 2 tiếng đồng hồ cả nhà. Gỡ lại gai để hồi em phụ ba em gỡ nè. Em chia sẻ cho cả nhà xem xíu. Chính này lưới là thành luôn. Ừ kìa. Thôi ôi. Ngon rồi, bữa nay ngon rồi cả nhà. Con cái linh mùa này nó gì không mà cả nhà. Nhà thấy ngon chưa? Ôi ôi dính kìa. Xe viền rồi cả nhà ơi. Im mà. Gỡ đã tay luôn cả nhà. Quá dính rồi dựng tôi ơi. Tay lưới này mới đầu tư hôm qua luôn cả nhà. Bữa nay là đủ vốn à. Quá dính nè. Cái này nướng ngon không ba? Ừ. Cái linh này vừa nướng luôn cả nhà. Trời thì đang mưa lâm gâm. Càng mưa nước vô càng nhiều. Rồi hai cho con em sẽ gỡ hết tay này nha cả nhà. Còn tay sau em sẽ bếp gác máy nha. Để gỡ phụ ba em. Chứ một tay mà dính kiểu này thì gỡ lâu lắm cả nhà ơi. Mà em phá dính nhiều dữ cả nhà. Đã. Quá trời cá linh nè. Cả nhà có xem tới khúc này ủng hộ gia đình em nha. Để em có thêm động lực để làm nhiều video hấp dẫn hơn, hay hơn, nó gửi đến cả nhà ơi. Để em đi tìm những vùng đất mới săn bắt nó thú vị hơn, để em gửi đến cả nhà. Cá gửi thấy hàm cả nhà. Cái linh thì dễ gỡ cả nhà, nó không có dễ nhiều. Chùm rồi ba. Thôi cái này. Quá đã. Cái linh này bây giờ là dưới quê này em cậu nói là 20 mấy ngàn ký cả nhà. Mà hai cha con em bữa nay đi văng chủ yếu bây giờ làm bữa cơm gia đình thôi. Xong rồi chia cho bà con hàng xóm. Người mới ăn. Có chốt nó gì mà. Cái chốt đó là mắm. Cái chốt mùa này nhỏ quá cả nhà ơi. Để vài bữa vô đi em sẽ chia sẻ ăn cá chốt bự cho cả nhà xem. Bao. Thôi thải ba, nhỏ quá. Đâu, kìa.
cái xe viền. Cả nhà thấy trời gầm không? Mưa. Trời đang mưa lâm gâm lâm gâm. Ở nước sâu không mà. Nó cạn mà không? Đây. Ngang nước ra bây giờ cũng ngang cái bụng mình đó cả nhà. Ngang ngực á. Vô. Trên đồng có nhiều bà con người ta bên nghề giớn nữa. Giớn có, lưới có, mà xiệt có luôn cả nhà. Này đi kéo khơi khơi qua dần dính dữ lắm ba. Đi kéo à? Không. Chảy hết trơn. Kéo rồi ấp mé vô mấy cái bờ nè. Một mình nó dọn xa là nó dọn rồi. Đây nhà thấy trên đồng. Mình mùng nước. Bên kia mưa tới cả nhà thấy không? Nãy giờ ổng gầm. Quá dữ. Qua đây bắt hết cái lưng của mấy ông cậu rồi cả nhà. Nãy giờ chỉ được nửa tay chưa ba? Chỉ nửa tay mà cái nhà nhìn nè. Nửa kilo rồi đó. Đó. Đứng cua luôn kìa. Mưa tới luôn. Nó còn ngấp lại gai ngoài đây nữa mà. Cái này hai cho con em dầm mưa nữa cả nhà ơi. Dầm mưa đã gỡ cho xong rồi. Cả nhà thấy mưa không cả nhà? Mưa tới là vô mánh rồi. Mưa trắng xóa nha. Lỡ rồi hai cho con dầm mưa luôn cả nhà ơi. Mưa này dính cá lên mạnh đó ba. Bên kia người ta cũng nhăn lưới cả nhà. Nhà thấy không? Xa quá nhà thấy không? Nó. Mưa nước nổi của em là gì đó. Bà con cô bác ra đồng nhăn lưới. Cá ngớp nhóc cho người bạn. Mưa này mát cái gì đó. Trời ơi mà cả nhà ơi. Cái giỡn ngay nhà xem ba. Cả nhà. Đó. Dính cỡ đó kìa. Đó. Quá đã. Im rồi bữa nay im rồi. Quá khi trong mưa vậy. Mưa này dính nó đã cho coi. Này không chỗ để gắt máy cả nhà ơi. Gắt máy để em gỡ phụ ba em nữa. Quá gì dính nè. Mấy bà con cô bác mấy ông cậu nói là ông gà dính một tay 7-8 kg cả nhà. Bữa nay dính hơi yếu. Cái linh này ba phân lọt chứ không ba? Không. Vừa 2 phân rưỡi luôn. 3 phân dính cá bự. Giờ cá bự có rồi, cá này có là cá bự có. Nhưng cái thân nhãn đâu có đều đâu. Không.
tạo ra bằng ngày dân lưới hai con đường với bạn. Mùa nước, mùa nước bên đây thì cá linh ấy, mùa này ông cậu nói mới về mùa nay cả nhà, mùa trước không có, mấy mùa trước là nước lên á, không cá linh chứ không về ít, mùa này sao quá trời. Ừ. Yeah. Ui quá đã. Thầy lưới này tại dưỡng 3 kg mà bằng tay lưới ông cậu này. Dính cỡ này. Quá im, quá im. Cái linh dễ gỡ mà gỡ còn lâu quá cả nhà. Tại quá cho dính nè. Này vừa lưới ba phân mà dễ lọt. Ba phân là vừa. Nặng quá. Ba phân là nặng nhẹ rồi đó. Quá trời cá rồi mọi người ơi. Độc quyền cá lên luôn. Vô này cá linh không mà ít cá rô nha. Linh nó dính nào dữ vậy không? Đó giờ đám mưa nè ba ha. Cả nhà. Trắng xóa dần cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Xe diện hết cả nhà, ô mưa quá mưa rồi. Nè em tranh thủ gỡ cả nhà. Quá trời mưa à. Đó, nãy giờ không chút xíu rồi cả nhà. Đó, nãy giờ mới có xíu lưới đó. Còn cỡ này nè. Ký lô à. Trên đồng mà gió nó nhiều nói chuyện không nghe rõ, cả nhà thông cảm với em nha cả nhà. Quá trời gió à. Mưa này đẩy đám mây qua bên kia ba. Lâu lâu qua đây cái bão luôn cả nhà. Mấy bữa trước trời trong xanh lắm. Lâu qua cái ông trời ông thương. Mưa tầm tã luôn. Dính lo mà gỡ. Quá là dính nè. Càng ngày càng lớn hả ba? Mưa càng ngày càng lớn cả nhà ơi. Nãy mình không đem theo cái dù ha. Chơi tới bến luôn cả nhà. Không cần dù luôn. Ôi ôi càng mưa càng dính cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Càng mưa càng dính. Quá ôi. Vô rồi. Quá xe viền cả nhà, càng mưa càng xe viền. Dính càng ngày càng nhiều cả nhà, thấy mưa trắng xóa không? Cá này nước mát nó lên nhiều cái gì á.
Nãy đi không thấy không biết trời mưa cả nhà. Nãy đi là trời còn trong xanh lắm. Giờ không mưa rồi. Quá ôi, quá mưa luôn cả nhà. Hết rồi, tành tành bớt cái gì đó. Ôi ôi. Qua đâu nghe chăng trời mưa luôn không biết nè. Hay thiệt. Bớt bớt mưa đi ông ơi. Cho con cháu làm ăn gì nữa. Quá dính rồi. Thao rồi cả nhà ơi. Hồi nãy giờ quá mưa cả nhà ơi. Giờ mới hết mưa mới cuốn xong một tay cả nhà. Đó, một tay lưới mình đây. Còn một tay nữa nha. Mới nói hết mưa bị tới nữa hay gì. Đừng nói tới nữa nha, mưa trời quang mây tạnh em vui. Quá trời mưa. Mưa hoài không làm ăn gì được hết. Đây cái đầu đài mình đây cả nhà. Mới bớt xíu rồi, không mưa tới tiếp nữa cả nhà ơi. Tay lưới này có 3 kg. Còn tay nữa. Quá dữ. Cũng cắm sâu lắm. Chín ba. Đó. Chín. Mưa nhiều quá, tay lưới này yếu lại cả nhà. Nè đây. Để lưới đánh lại gai không được. Nãy giờ đâu mà tầm tả luôn. Tiếp tục thôi. Lai gai lai gai. Lai lưới này cỡ 2 kg nữa được. 5 kg à. Này ông trời ông vô mùa bão luôn cả nhà. Cái này giờ mưa á, khi giờ nắng là em cậu nó giờ nắng dính như lắm, dính cái linh này mưa nó giạt hết trơn. Con mới dính thằng con dính lâu cái nha. Cái linh ngon ngon không? Không thiếu chẳng thiếu.
nay về làm nồi cá kho lạc hoành tráng. Rồi em sẽ phụ ba em dỡ lưới này cả nhà. Rồi hồi em tổng kết thành quả cho cả nhà xem, bữa nay hai tay lưới hai cho con thu hoạch được nhiêu nha. Quá mưa cuốn là lẹ về cả nhà ơi. Rồi hai cho con em cũng thăm lưới xong rồi cả nhà ơi. Nó bữa nay thành quả được như đây nha cả nhà. Quá thao bự rồi. Cỡ 4-5 kg cá linh á. Hai tay lưới nha cả nhà. Quá dữ. Đó. Giờ hai cha con em bơi vô đây, những bây về đây. Rồi em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của hai cha con em nha. Nếu cả nhà xem có thấy hay để lại cho kênh một lượt đăng ký, một lượt bình luận, một lượt chia sẻ nha cả nhà ơi. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Hẹn cả nhà lại video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye. Giờ hai cha con em về đây. Cánh đồng sáng sớm mà mưa đầm đã luôn cả nhà ơi. Giờ có cái linh ngon ăn rồi. Về làm món canh chua hoặc là các hoa lạc ăn cả nhà ơi.